Chỉ hơn 700 triệu có được sở hữu một cái mẫu xe 7 chỗ, gầm cao, máy dầu hay không? Thì xin thưa với anh chị em và các bạn, thì chúng tôi đang có một cái mẫu xe Kia Sorento ở phiên bản phun dầu, sản xuất năm 2017, với cửa tiền vô cùng hợp lý cho anh em. Anh em thân mến, thì Kia Sorento thì cũng có rất nhiều những cái phiên bản hay gọi là biến thể, trong đó có máy xăng và máy dầu. Đây là phiên bản cao cấp nhất. Ở đây đã được trang bị cái phun nước rửa đèn pha, hệ thống đèn được trang bị khá là thông minh, hệ thống đèn gầm, rồi cảm biến tiến phía trước cũng đã được trang bị phun phè luôn anh em nhé. Xung quanh xe thì chúng ta có thể thấy xe được thiết kế với cái mâm xe dạng cánh hoa, hay còn gọi là dạng hoa thị anh em nhé. Rồi tiếp tục ạ, xung quanh xe thì chúng ta đã có, đây là cái cánh cửa tự động một chạm anh em nhé, tự động một chạm, hay còn gọi là có cả đề lỗ thông minh luôn. Kia Sorento để phiên bản máy dầu thì đã được trang bị với cái chữ CRDI, Icomrain Diesel Inject, phun dầu tự động anh em nhé, Sorento. Cốp điện cũng đã được trang bị rồi, và đặc biệt hơn nữa thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe này, đường ngoài đô thị chỉ có 6,36 lít, đường trong đô thị là 10,44 lít, và đường kết hợp là 7,9 lít anh em nhé, 7,9 lít. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với lại cái dòng xe này ở không gian khoang nội thất thì sao ạ? Ở không gian khoang nội thất thì cái dòng xe này thì trước tiên có thể nhìn vào thì xe đã được trang bị cái tính năng lên xuống kính tự động chống chạm. Ghế thì đã được trang bị ghế điện rồi anh em ạ, ghế chỉnh điện luôn anh em nhé. Đấy, có một điểm mà so sánh với lại những cái dòng xe Toyota Fortuner, ví dụ như năm sản xuất năm 2017 thì Toyota Fortuner chưa được trang bị số tự động, đến năm 2018 mới được trang bị số tự động, và 2018 trang bị số tự động thì bây giờ hiện tại nó có giá khá là cao, chỉ có khoảng tầm hơn 800 triệu, tức là 850 mới được sở hữu cái dòng xe Toyota Fortuner 2018 số tự động anh em nhé. Ngoài ra thì xe được trang bị đầy đủ engine startup, có hệ thống đây, điều hòa tự động hai vùng độc lập, đấy, chế độ Eco và Active. Bên cạnh đó thì màn hình DVD, gương chiếu hậu tự động chống chói và cửa sổ trời toàn cảnh panorama đều được trang bị rồi. Đấy là toàn bộ những cái tính năng mà tôi cho rằng đối với những cái dòng xe như Toyota Fortuner không có, mặc dù là dòng xe Toyota Fortuner đắt hơn rất nhiều so với dòng xe này. Đấy, tuy nhiên thì mỗi cái hoa, mỗi cái cây hoa ấy, mỗi cái loài hoa thì đều có những cái hương sắc khác nhau. Những dòng xe Hàn thì được có những ưu điểm rất nổi trội về những cái tính năng công nghệ, những cái option trên xe, và làm cho chúng ta cảm giác vô cùng thoải mái khi ngồi trên xe anh em nhé. Anh em thân mến, thì đối với lại dòng xe này thì có những cái tính năng, ngoài những tính năng công nghệ ra thì đây là dòng xe cũng được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu và rất là tiết kiệm trong cái quá trình vận hành. Hiện tại chúng tôi đang chào bán với khoảng tầm hơn 700 triệu đồng thôi, và giá thì thời điểm này vô cùng linh hoạt. Bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm những dòng xe này thì có thể qua trực tiếp tại 26 đường Cầu Diễn để có thể trải nghiệm em nó. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.